Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Sau 15 vòng bỏ phiếu trong 4 ngày liên tiếp, Hạ viện Mỹ cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung cho người thay thế cựu chủ tịch Nancy Pelosi. Ông Kevin McCarthy đã hội tụ đủ số phiếu cần thiết để được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, nhiệm vụ sắp tới của ông hết sức khó khăn trước một đảng Cộng hòa đầy chia rẽ và nắm thế đa số mong manh. Sau vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính thứ 15, ngày 7 tháng 1, ông Kevin McCarthy, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ, đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Trước đó, ông McCarthy đã thất bại trong các lần bỏ phiếu do những nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa, đại diện chưa đầy 1/10 số hạ nghị sĩ của đảng này, đã phản kháng chống lại ông, qua đó đẩy phe đa số mới tại Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn. Đáng chú ý là ông McCarthy được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn ngồi vào ghế Chủ tịch Hạ viện. Vì thế, kết quả trên nêu bật sự thay đổi trong nội bộ Đảng Cộng Hòa nói riêng và chính trường Mỹ nói chung. Tuy nhiên, trong các vòng bỏ phiếu gần đây, ông McCarthy đã giành thêm được nhiều phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ này sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ. Thậm chí, ông McCarthy còn nhất trí khôi phục quy định từ lâu của Hạ viện Mỹ cho phép bất kỳ nghị sĩ nào trong Viện Quốc hội này được kêu gọi bỏ phiếu về việc phế truất ông. Chiến thắng của ông McCarthy, 57 tuổi, đòi hỏi ông và các đồng minh phải đưa ra nhượng bộ phi thường đối với một khối nhỏ những người cực hữu. Trong đó, nhiều người đã phản đối ông làm Chủ tịch Hạ viện từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, dù được bầu trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nhưng giới chuyên gia cho rằng ông McCarthy có thể đối mặt với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một đa số hẹp và bị chia rẽ sâu sắc. Những gì diễn ra cho thấy có vẻ như nền dân chủ Mỹ rơi vào thế bế tắc. Ở thời điểm này mà nền dân chủ đang bị thách thức ở nhiều nơi trên thế giới, thì điều này dẫn tới hậu quả là các thể chế khác của Mỹ cũng đang bị tấn công. Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, công việc đầu tiên của ông McCarthy là tuyên thệ trước 433 thành viên khác của Hạ viện, những người đã bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng khi Quốc hội Mỹ khóa 118 khai mạc hôm 3 tháng 1 vừa qua. Sau khi tất cả các thành viên mới tuyên thệ nhậm chức, Hạ viện sẽ chuyển sang phê duyệt gói quy tắc mới mà ông McCarthy đã đàm phán với các thành viên cực kỳ bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, cũng như bầu các vị trí lãnh đạo các ủy ban quan trọng của Hạ viện như Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quân lực, Ủy ban Phân bổ Ngân sách. Không khí lạnh sâu đang bao phủ khu vực Nam Á và ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người dân. Tại Ấn Độ, ít nhất 22 người đã tử vong vì đau tim trong một ngày ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Các bác sĩ tại bệnh viện cho rằng huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đau tim là do tình trạng sóng lạnh đang diễn ra. Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo người dân, bao gồm cả những người trẻ tuổi, nên giữ ấm và ở trong nhà. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng lớp sương mù dày đặc cũng tiếp tục gây bất lợi cho hoạt động giao thông tại nhiều nơi. Thưa quý vị, từ hôm nay 7 tháng 1, người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết trong đợt di cư lớn nhất hành tinh, được biết đến với cái tên Xuân Vận. Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính sẽ có 2,1 tỷ lượt đi lại nội địa trong vòng 40 ngày dịp Tết Nguyên đán này, bằng 70% so với năm 2019. 3 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Xuân Vận ở Trung Quốc mới nhộn nhịp trở lại. Dự báo đi lại nội địa của Trung Quốc tăng mạnh sau khi chính quyền nước này nới lỏng chính sách Zero Covid nghiêm ngặt vào tháng trước. Từ Chủ nhật, Trung Quốc cũng không còn yêu cầu người từ nước ngoài phải cách ly tại các cơ sở được chỉ định, giúp công dân Trung Quốc thoải mái đi du lịch nước ngoài hơn. Do đó, Xuân Vận năm nay sẽ đầy phức tạp và thách thức do nhiều thành phố ở Trung Quốc đang trải qua giai đoạn đỉnh dịch. Tôi vẫn chưa mắc COVID-19, vì vậy tôi sợ sẽ mắc bệnh trong dịp này. Thế nhưng tôi vẫn trở về và ăn Tết với gia đình. Ông bà tôi đã rất nhiều lần nói rằng họ nhớ tôi. Hầu hết mọi người trong gia đình tôi có các triệu chứng như sốt hay ho kể từ khi các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 được nới lỏng. Tôi cho rằng như vậy là họ đã mắc bệnh rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn vì không ảnh hưởng lắm tới sức khỏe, kể cả với những người cao tuổi. Trước nhu cầu đi lại vô cùng lớn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, giới chức Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lây lan dịch đến các vùng nông thôn có hệ thống chăm sóc sức khỏe mong manh. Nước này cũng kêu gọi hành khách phải đeo khẩu trang và người già cũng như những người có bệnh nền hạn chế đi du lịch, đảm bảo thông gió tại các nhà ga xe lửa và sử dụng vé điện tử để giảm nguy cơ lây nhiễm. Gần 200 nghệ sĩ và người hâm mộ mới đây đã hóa trang thành ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley tham gia lễ hội Elvis, một sự kiện thường niên tưởng nhớ danh ca huyền thoại này.
Ngày 7 tháng 1, lễ hội Elvis lần thứ 30 đã tưng bừng diễn ra tại thị trấn Parkhurst ở bang New South Wales, Australia. Các nghệ sĩ đóng giả ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley cùng diễu hành và trình diễn các ca khúc bất hủ của ông trên đường phố trước hàng nghìn người hâm mộ. Năm nay, ca khúc hit năm 1961 Blue Hawaii hay Hawaii Xanh của Elvis Presley là bài hát chủ đề cho lễ hội. Khi lễ hội này bắt đầu, mới chỉ có một nghệ sĩ đóng giả để tưởng nhớ Elvis ở Australia. Nhưng giờ có tới hàng nghìn người cũng đóng giả Elvis, cùng nhau biểu diễn các ca khúc của ông. Tôi nghĩ truyền thống này sẽ tiếp tục được giữ gìn trong tương lai. Elvis Aaron Presley, hay còn được gọi đơn giản là Elvis, là nam ca sĩ diễn viên người Mỹ và được mệnh danh là ông hoàng nhạc rock and roll. Ông là nghệ sĩ solo bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại và thành công ở nhiều thể loại nhạc khác nhau. Với sự vươn lên từ nghèo khó để trở thành một ngôi sao nổi tiếng, thành công của Presley dường như trở thành hình ảnh thu nhỏ cho giấc mơ Mỹ. Lễ hội Elvis tại Australia được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Lễ hội năm nay diễn ra trong 5 ngày. Ban tổ chức ước tính sẽ có hơn 24.000 lượt người hâm mộ Elvis Presley đến Parkhurst để dự lễ hội, nhiều hơn gấp đôi dân số của thị trấn. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir vừa có chuyến thăm tới khu vực Núi Đèn tại thành phố Jerusalem, thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo. Động thái này được cho là có nguy cơ cao làm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, hay còn được gọi là Núi Đền, tọa lạc ở phía đông thành phố Jerusalem, nơi từng diễn ra nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine. Theo quy ước lâu nay, người Do Thái được phép viếng thăm nhà thờ, nhưng không được cầu nguyện tại đây. Do đó, việc ông Ben-Gvir đi vào khu vực này rất có thể sẽ khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi lực lượng an ninh của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đứng chặn trước cửa nhà thờ. Cộng đồng Hồi giáo chắc chắn sẽ không hài lòng về việc này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, một người giữ chức vị Bộ trưởng của Israel tới viếng thăm khu vực này. Được biết, chuyến thăm chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Đồng thời, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cũng không hề bước chân vào nhà thờ Al-Aqsa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Palestine vẫn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước động thái này. Đây là một thách thức trắng trợn. Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel lập tức chịu trách nhiệm cho hành động đầy khiêu khích này. Trước khi lên nhậm chức Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Ben cũng đã nhiều lần ủng hộ việc chấm dứt quy định cấm người Do Thái cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo, đồng thời lên án lệnh cấm này là hành động phân biệt đối xử. Bộ Y tế Bỉ thông báo nước này sẽ tiến hành kiểm tra nước thải của các máy bay đến từ Trung Quốc để tìm kiếm biến thể COVID-19 mới. Đây là một phần trong chính sách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi số ca mắc mới ở Trung Quốc đang tăng nhanh. Kiểm tra nước thải là một biện pháp bổ sung để xác minh các dữ liệu nhận được từ Bắc Kinh là chính xác. Chúng tôi biết không phải ai cũng dùng nhà vệ sinh trên chuyến bay, nên đây không phải là biện pháp để kiểm tra công dân Trung Quốc, mà là cách thức để tìm các biến thể COVID-19 chưa được ghi nhận tại Bỉ, thông báo của Bộ Y tế Bỉ cho hay. Bên cạnh việc kiểm tra nước thải các chuyến bay, chính phủ Bỉ cũng khuyến cáo du khách tới từ Trung Quốc tự xét nghiệm COVID-19 nếu họ có triệu chứng trong vòng 7 ngày sau khi nhập cảnh. Biện pháp này không bắt buộc. Thưa quý vị, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đang nghiên cứu và triển khai hoạt động của vệ tinh SWOT có trị giá lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Vệ tinh này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực thủy văn học trên thế giới. Trước đây, giới nghiên cứu chưa thể đánh giá đúng về một trong các đặc tính nổi bật của đại dương, đó là các xoáy nước với đường kính từ vài km đến hàng trăm km. Các xoáy nước được hình thành từ những dòng hải lưu lớn có thể hấp thụ nhiệt lượng và khí CO2 xuống những lớp đại dương sâu hơn. Đây chính là yếu tố để các nhà khoa học xây dựng thành công mô hình khí hậu giả lập. Tuy nhiên, trên thực tế, các vệ tinh trước đây chưa thể quét được hình ảnh chính xác về những xoáy nước này. Sự ra đời của vệ tinh SWOT được xem là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiên cứu thủy văn vì có thể thu thập các dữ liệu khoa học quý giá về xoáy nước trên bề mặt trái đất từ không gian. Khi vệ tinh SWOT được phóng lên và đi vào trong quỹ đạo, điều này sẽ rất thú vị để đi đến thành tựu ngày hôm nay. Trước đó, các kỹ sư đã từng đối diện áp lực trong nhiều năm khi theo đuổi vấn đề này, và giờ là thời điểm các nhà khoa học nên đẩy mạnh triển khai dự án để tạo ra những điều tuyệt vời hơn.
Squad được vận hành bằng các pin năng lượng mặt trời do công ty Spectral Lab thuộc sở hữu của Boeing chế tạo lên không gian. Vệ tinh khảo sát nước bao gồm một bộ 6 tấm pin năng lượng mặt trời chứa 3.360 tế bào quang điện. Vệ tinh này sẽ thực hiện khảo sát toàn cầu đầu tiên về nước trên bề mặt trái đất, đi sâu quan sát các chi tiết nhỏ của địa hình bề mặt đại dương và đo lường sự thay đổi của các vùng nước theo thời gian. Theo đó, những dữ liệu được tổng hợp từ các lần quét radar sẽ diễn ra ít nhất 2 lần trong 21 ngày. Điều này sẽ giúp cải thiện các mô hình lưu thông đại dương, tăng cường dự báo thời tiết và khí hậu, đồng thời hỗ trợ quản lý nguồn cung cấp nước ngọt khan hiếm ở các vùng bị hạn hán.